đã vận chuyển, đang vận chuyển xong rồi đã giao hàng á. À, thanh tiến độ để biết được cái đơn hàng mình đi tới đâu hả? Còn thời gian sẽ làm luôn, làm theo yêu cầu em luôn. Thì là em cũng có ý tưởng cho dự án của mình rồi hả? Tại cái mà mấy cái mà web bán hàng gì á thì nó cũng có liên quan tới cái ý tưởng mà lúc đầu của em nói á, mà đâu biết làm đâu. Hy vọng là anh sẽ biến giấc mơ của em thành sự thật. Đây, mình tiếp tục với dự án hôm qua. Đấy, hôm qua mình đã làm được tới đây rồi. Hết phần trang chủ, rồi phần call to action. Rồi mình bấm vào sản phẩm mới đi. Đi ra trang rồi đất detail. Thì mình có tìm được cái này. Rất detail này cũng khá là sẽ lấy phần đầu như này. Cái phần title này mình sẽ đổi lại để nó bị nhầm với phần trang chủ. Rất detail đây. Title, thẻ title trang chủ đây. Đi. Viết sản phẩm. Mình ấy nha, mình copy hết, mình từ từ để mình phân tích cuộc này nó như nào. Xấu nó chưa có về cái format chuẩn. Cho nên các bạn sẽ copy này. Tìm cái master này. Email này. Thứ ba bắt vào đây rồi, bấm nó sẽ tự động nó chỉnh mấy cái này nó thẳng hàng nó thấy rồi đấy đi bỏ qua cái dự án product page của mình. Rồi mình sẽ thu gọn lại mấy cái header này. Header này. Man. Em thử cái chữ này là nó từ đâu. Từ khúc này cho đến khúc này. Đến khúc này là mình bỏ nè. 5 cân. Mình lấy từ dưới này xuống có cách mình cái phần tử ta xem rồi mình lấy từ đây xuống vậy thì cái phần trên này mình bỏ này. Cái chuột này là chuột cái wing mà sao? À,
các bạn chưa chạy cái tailwind đây, mỗi lần vô là phải chạy lại này nha, quay nha. Rồi, giờ mình điều chỉnh lại thôi. Thì mình quay lại đây, mình thấy nè. CS cái này. Đi qua. Thằng inbox này. Rồi cái thư viện, cái thư viện mà JavaScript họ dùng ở đây á là họ dùng để bấm mấy này nè, chuyển mấy này nè. Thì mình sẽ vào cái đây, setting đây, mình xem JS nè. Ở đây. À, các bạn muốn nhanh hơn á, thì mình view RAM suột luôn. Tại vì cái khung này nè, khung này là nó chạy bằng một cái iframe, iframe cái thẻ trong HTML. Nè, chạy bằng cái thẻ iframe. Mình có thể view suột iframe là mình view suột chính cái khung này. Đây, cái cả này qua. Và mình để dưới rõ này xem. Những cái JavaScript này là JavaScript mình làm ngoài trang chủ đúng không? Trong này mình cũng không cần, tại vì trang này mình đâu có cần slider hay là gì đâu. Đó. Ra các bạn ha. Rồi giờ mình custom lại thôi. Cái của mình là Max String XL. Cái thằng cha này, thằng cha là thằng main này, đã Max String XL rồi. Trong cái thằng con đây, nó lại Max String 7 nữa là không cần. Cái này để nó auto luôn. Thằng cha nó ở đây thì thằng con tự động theo à. Bỏ luôn. Bỏ luôn này. Vì thằng cha nó đã bắt đinh rồi. Thì thằng con nó sẽ theo cả hết. Đó. B4. Thì cái khúc này nè, B này là B bắt bắt in cho toàn bộ, và cái chain header này cũng bắt in cho toàn bộ, sinh ra khoảng trống đây. Đó, cho nên bây giờ mình bỏ cùng cái bắt in ở dưới đi, thì bắt in mình chỉ bắt in x thôi. Mình đã bắt in x mà nó chưa được thì mình sẽ đây mình xem đây, cái này nó có bắt in y thì mình bỏ in y chỗ này 6 này. Mình lấy lại xem này được không, đây được rồi. Cái button này nó hơi to so với button của mình thường á, trong cái giao diện á, thì các cái button này nó nên là đồng nhất với nhau.
Rồi thì bây giờ mình thấy cái gì này xuống này. Trên này các bạn thấy là nó là một cái class là BTN để định nghĩa như nó gọn lại rồi. Thật là tôi cả luôn. Tay bằng BTN. Do cái flex đây cho nên cái chiều cao nó bị theo cái của flex đây. Tu kẹt mình đổi thành là cái vào giá hàng luôn. Chiều cao là 56. Lúc đăng nhập chiều cao là 40. Cái lúc này mình chỉ quy định là bắt đăng tốt và bắt tình thôi. Mình xuống dưới cái nút này mình cho nó cố định chiều cao luôn thử. Mình phải cố định dài nó mới vui thấy được các bạn mới đúng được. Mình qua bên cái chỗ inbox này mình bổ sung ha. Phải inbox sẽ test này tên là đây. Những BI thì mình cho nó là háng này. Háng mà bằng 40 pixel. Cái lệnh này là cái lệnh mà mình set ứng cho nó luôn là 40. Còn mà háng ví dụ trong háng nha, háng mà 32 hay gì đi. Đây. Là 32 là nó sẽ chuyển đổi thành RAM á. 32 chia 4 là tầm 8 8 RAM. 8 RAM này. Nhưng bây giờ mình không biết RAM này là bao nhiêu hình pixel thì mình khoanh vuông lại cái cú pháp nó vuông này, này. À, tương tự bên này cái set này thì mình cũng cho nó là cái quanh tay này mình bỏ ra ngoài luôn. Họ dùng một cái thuật là họ dùng cái lớp cha là relative này. Đây này, relative là lớp cha ở ngoài. Rồi cái lớp con, thằng con bên trong á thì họ cho cái absolute này. Là cái thằng con bây giờ họ định nghĩa cái padding top rep á, là nó tùy thuộc phần cha, cái khung của thằng cha nó chỉ nằm ở ngoài thôi, cha vậy thôi, cha như vậy mà relative thằng con bên trong là absolute á, thì nó cũng quanh quẩn chỉ trong này thôi, top padding top chứ top left right nè quanh quẩn trong khoảng này. Nếu mà mình top mà trừ ra trừ ví dụ trừ 10 pixel thì nó đây này tí, cơ bản là nó lấy cái làm chuẩn.
Ở cái này nè, mình muốn đồng nhất luôn. Cái tìm kiếm đây nè, cái bút tìm kiếm nè, cái bút này nó phải về một kiểu luôn, giống như kiểu của mình luôn. Kiếm đây, tìm kiếm này thì nó chưa có class riêng. Xem nếu mình cột lại luôn. Tình thì bút đây. Chiều này chiều rộng á, chiều rộng á thì tùy tùy với mỗi thằng mà nó có chiều rộng khác nhau, mình không có dùng. Rồi BX PI bằng 2 thì cái nút của mình nó là đã 40 rồi. Bằng BI là bắt đinh nhá. Border đây thì mình cho nó là border luôn thôi. Lên cái thằng bút tìm kiếm bút này. H40 PI2 đình có rau thì mình có trò có trò này, hai cái điểm tiếp giáp này, hai điểm tiếp giáp này thì mình làm riêng ha, mình làm riêng. Và hai điểm tiếp giáp này thường á, thì nó nằm trong cái input search thôi. Trước khi mà mình sửa đổi cái này thì mình áp dụng cái này hả, có bị gì không, rồi mình làm luôn một lần nó đỡ tốn bút nè. Đây thì cho nó họ dùng cái đánh thì họ cứ tôm cái khúc này nè, đây ngọt xuống này bút vào cái này cũng chỉnh rồi. Bây giờ mình sẽ custom thêm cái chỗ thằng là input search đây. Đợt nó chưa chuẩn. Đợt này. Nó sẽ kế thừa thằng inbox này. Muốn kế thừa inbox thì cái apply inbox ra thôi. Border 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 desktop bottom border right bằng nên này. Like không được thì mình sẽ test luôn cũng được. Đây nó còn này. À cái này mình chưa bỏ cái input search vào. Order right bằng nên rồi thì cái bo tròn nữa, bo tròn thì mình border bo tròn á, thì mình muốn là nó về cái góc này nó cũng nên luôn. Tích ra đây. À,
nè, Radius. Top right radius nè, nên nè, không nó unset, đó nó tự động nối thẳng qua rồi bạn ha. Rồi border bottom nè, right nè, set luôn. Úp sợ của mình sẽ có những cái gắn rồi hả? Rồi mình sẽ áp dụng tại ngoài cái trang chủ luôn. Có này đi. À cái order top right radius của mình nó không ăn, tại vì cái nó nằm thứ tự nằm á, nó nằm ở trên cái mà apply cái inbox vào, cái đấy inbox vào cái này các bạn. Bây giờ mình sẽ apply này, apply trên và mình custom là thứ tự nó bị đảo lộn đấy. Thì khúc này nè, khúc này thì mình sẽ important luôn cho nó quan trọng luôn, set thêm một cái important nữa là được. Cái apply là luôn ở dưới nó không cho ở trên nè, hồi nãy nè, cái hồi nãy nó bị lỗi này nè, các bạn để ý cái terminal á nè, nó không cho apply ở trên. Cú pháp của Tailwind nó quy định vậy giờ mới được. Rồi mình apply ra bên trong ngoài chủ á. Cái này mình đơn giản thôi. À mình quên cái này ha. Cái này là chơi mobile nè. Bút sơn này. Này là cái thanh cái địa chỉ, biết được cái địa chỉ mình đang ở đâu. Home. Đóng hết tất cả. Rồi, link ra ngoài trang chủ. Nè. À, phẩm này, phẩm này. Chờ ta, con sẽ làm trang này. Phẩm. Rồi thì chi tiết này thì luôn mà
thương hiệu, ví dụ như thực phẩm đi, phẩm thì em mới uống cà phê với bạn. Em thấy mấy trang đó họ code nó không có đẹp anh ha. Trang này hả? Vì họ dùng công nghệ cũ, thứ hai là cái mục đích của họ không phải là để đẹp, của họ là để đầy đủ. Ta tìm như Google ra tùy mục đích, học thì mình học mà để đi xin việc đó. Mấy công ty bài bản thì nó mới tìm về làm cái này chân chỉnh vậy, còn của họ thì đầy đủ đủ thông tin để người dùng người ta search Google có là được. Mấy ông doanh nghiệp tầm mấy ông hiệu quả à. Thôi kiểu vậy. Cấm vào đây. Qua trang này. Khúc này nè, khúc ngoài này nè, muốn sửa không? Muốn sửa để cho nó ra hai 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 hàng không? Trên trên cây này nữa, chứ một hàng này nó hơi ít thông tin nha. Cái chữ này nó bị cắt á, là do nó có tính trên cây nè. Bây giờ mình muốn nó thành trên cây hai hàng thì dài đúng không, nhưng mà nếu mà cái nội dung này dài quá thì sao, dài quá như vậy thì sao, mình chỉ muốn cho nó hai hàng thôi. Thì trong Tailwind á, nó có cái Tailwind trên cây. Cần cây bình thường là một hàng, chia hai hàng. Ở thì có thằng cài thôi. Đọc đốc như vậy thì mình tùy vô năm kinh nghiệm này, chứ phải đùng cái các bạn vào cái trạng nó có những thứ mình cần này. Cái này biết chỗ nào mà copy á cũng là một trả giá bán này. Rồi cài xong có saving config nè, login nè. Cần thiết pin này ở bên này nè, năm ba này cắt ba dòng này chúng này.
sao nó không áp dụng. Còn 3 dòng này, mình muốn cho nó 2 dòng thôi. Mình sửa cái số 3 này thành số 2 đây. Đó, 2 dòng à. Rồi khi bấm vào đây, dòng này nó cũng phải đồng nhất luôn. Theo cái title và cái hình này vào. Ngoài đây anh sửa này thôi. Cái headphone đây thì mình lấy cái tên đó luôn nè, tiêu đề đây. Rem là bài bài thì mình dạ mấy cái này, mấy cái đồ là năm đồng mình có đi nè. Này thì mình không có xây rồi bao gồm này là mô tả sản phẩm này. Này là cái hình ảnh. Mà này có một hình này thì hơi hơi cùi cùi nha. Cách nữa. Để trước này. Thì thuật toán Google nha, sai nha. Cái này ít giờ thì chắc cái hiệu quả tại vì mà mình là ba cái ảnh này nó đâu phải đâu, nó đâu cho liên ảnh mình đâu mà nó để số 1 cái số này đó. Thì việc của mình là bây giờ mình sẽ bỏ cái ảnh vào thì này cái số trong cái ảnh nha.
nó lớn quá, nó phủ ra ngoài đây luôn. Cái update ha. Cover đi. Overflow. Do cái thằng cha nó có cái sao rồi. Quá chàng ra ngoài thì mình mình nó xấu xấu thôi. Cái này muốn luôn là có cái padding, muốn luôn là cái cao này nó padding nhá. Order thử. Dùng một cái
hình như này. Một này cũng cái dưới đây thì nó cho cái này nó trong cái lập trình alpha.js á, tức là cái này rồi. Ví dụ như tới là mình học về React.js nha, React.js nó là bộ công cụ, cái React nó là cũng phát triển từ JavaScript phát triển lên, cái này cũng tương tự vậy nhưng mà đơn giản hơn. Thì mình có thể hết nè sao sao mình khi mà mình dùng cái bộ thẻ này đó, cái những này thôi, x data này, open bằng phone đó, là cái x data này là cái cú pháp của alpha.js, thì nó gắn cho cái biến open này là lúc này là bằng phone, và những cái thằng con này thì nó sẽ dùng được cái biến ốc biến open này. Khi mà cái nút này được bấm á, thì cái open này á, nghịch của open hiện tại là bằng phone. Thì khi bấm vào thì nó sẽ bằng true, và nếu mà có bên này bằng true bấm vào cái nút này thì full rồi, hoặc là bấm ra ngoài luôn, bấm ra ngoài click away là bấm ra ngoài cái nút này luôn luôn bằng full, đổi chữ thôi, trong này nè dưới này nó ẩn hiện theo cái nút này các bạn á. Ăn cái bộ sụt này nó làm việc, và khi mình bấm vào đây nó sẽ có một cái gì xuất hiện này, khi bấm ra ngoài nút bấm tiếp cái nút nữa cái này nó sẽ thử nha, đó cái đe này thấy không, bấm ra ngoài đi hẳn chữ này, chữ nó cũng nổi tiếp theo này, bấm như đây nữa bấm này sáu hàng này sẽ làm việc đó. Mình alpha.js trong này nó vậy, và cái form nữa, cái form hiện tại thì cái suột này của mình là nó đang dùng cái for này, x test này, y này, thì cái này mình sẽ lấy cái code html của này thôi, còn cái này chưa dùng, bạn chưa có khái niệm cho nên comment là comment cả ngoài luôn. Đây đây. Qua đây mình xem như nào. Kích là nó không có chạy. Tại vì cái suột nếu mà mình muốn nó chạy thì mình sẽ x click nè,
cái x on vào. X on click bằng y, thì lúc này nó không hiểu y là gì hết. Thì cái vòng chạy của mình đó là từ 1 bay vòng 1. Rồi tiếp tục. Khi mà mình y á, cái biến y mình thấy vòng 1 thì chỗ này mình cũng thấy. Alo. Bị lỗi là do những cái y ở dưới á, mình chưa đổi hết. Đổi hết luôn. Y bằng 3 này. Y chưa. Còn một y nữa đâu. Y-tech là y này, cái ngoài x-tech nè, bỏ luôn. Cái nhanh thì đây. Đây ha. Bây giờ cái ảnh một cái này thì mình sẽ xuống như này. Tương tự thôi, mình cũng muốn nó bo bo, nó có cái border ở ngoài này để phân biệt được xong. Chứ nó trong như vậy thì không biết đâu. Thì đây mình order 4 thử xem. Overflow hidden. Thêm cái hidden nữa thì được. Rồi cái class này thì nó dài mà mình có thể cắt cái dưới này, cái hình ảnh dưới này thì nó cũng dùng luôn, cho nên mình gộp lại luôn ha. Inbox ha. À, cái đó là cái dạng nè. Ta với sẽ là con á. Qua
Rất cái gì ta, cái chị S là thường có lỗi lắm. May rồi mấy cái này qua mới biết được. Đang đúng á, nhưng mà do mấy cái ảnh này mình chưa đổi. Đổi thì không. Có cái xong. Ba là cái này. Rồi khi mà nó kích hoạt, khi mà cái nào mà nó tới á, hoạt lên á, cái ring này không ăn, không ăn tại vì nó đã có border rồi, có border màu của border. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua cái tailwind đó, mình vô mình vọc vạch nó. Ring là kiểu như mà khi mà các bạn vào inbox, inbox thì phao á, nhấn vào tự động nó ra cái ring mở cái này đó, cái mà xanh xanh này là ring. Thì bên siêu luôn ha, thì cũng đã tiếng kêu qua có thắc mắc gì không ạ?
Any question? Ví dụ à, cái mà cái icon nó kiểu như cái tính lúc để vô cái ô tìm kiếm thì cái biểu tượng giá rồi đó, kiểu ví dụ mình muốn có mấy đó mình ném vô đã, mình lấy ra rồi mình ném vô. Cái biểu tượng giá đây hả? Dạ. Em muốn có icon hả? Dạ. Em muốn có icon đúng không? Dạ, ví dụ cái đó với lại cái tính lúc ở trong để trong cái ô tìm kiếm kiểu vậy. Vậy hả? Vậy đúng không? Đúng rồi anh. Cái nút cái nút á. Nè. Có hình nè. Này là cái kính lúp nè. Mình ở ngoài mình đây nè, mình bỏ vào đây. Có chữ tìm nè. Hôm tìm kiếm nè lớp này nè nó bị rớt chữ nè, mình cho flag. Tìm nè, cái flag này thì nó chỉ áp dụng cho hai cái bên trong á, là toàn là thẻ thôi, những thằng con nó là thẻ thôi. Ban này muốn mà cho nó ở giữa thì à nè, muốn cái này cắt ra, có cắt ra một tí đây x hai nè. Oh. Ủa anh chứ cái này mình form awesome không có anh. Tình tại sao? Ý là phong á, phong awesome awesome có nhưng mà à, chưa ấy mình nhúng vô trong thay quyền được không? Được không, awesome được. Qua cái này nữa thì một trời kiến thức nữa, nên đơn giản thôi, muốn cho bạn thôi biết thì cơ bản cái này là cái icon hoặc là cái hình gắn ở đây là được. Cái này tốn thời gian cho cái này nhiều nè. Web mình gần hoàn chỉnh rồi đó. Anh tính là còn thời gian làm xuống cái phần review này nữa. Thôi làm đây thôi. Rồi. Câu hỏi rất thú vị từ bạn Khôi. Có hỏi gì không? Dạ không. Này làm về thực hành mới quen được. Tay. Rồi ok anh em nha. Lấy code sửa rồi mà. Cho có thêm cái phần L3GS á. Nói ra nó với thằng Tailwind kết hợp là đúng bài luôn. Và Tailwind nó kết hợp được với nhiều, tại vì nó chỉ sẽ ép thùng.